Vào giữa tuần sau thì Arsenal sẽ có trận đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League với câu lạc bộ Barcelona. Và để chuẩn bị cho trận đấu này thì các ngôi sao của câu lạc bộ Barcelona thi đấu rất cầm chừng trong trận đấu đêm qua tại vòng 25 La Liga. Và điều này suýt chút nữa đã khiến cho họ phải ngắt mạch chiến thắng. Làm khách trên sân của Las Palmas, Barcelona với đầy đủ Neymar, Messi và Suarez đã có khởi đầu hết sức thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Nhân đường chuyền như đặt của Jordi Alba, Luis Suarez đã có bàn thắng thứ 25 tại La Liga mùa giải năm nay và tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Tuy nhiên chỉ đúng 4 phút sau, chủ nhà Las Palmas bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa sau pha dứt điểm của tiền đạo William Jose. Đáng tiếc là thành quả này đã không duy trì được lâu. Với đẳng cấp vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Luis Enrique vừa đá vừa giữ chân cho cuộc đối đầu với Arsenal, vẫn có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Neymar. Phải khá vất vả mới giữ được tỷ số này cho đến khi kết thúc trận đấu, Barcelona đã có thêm 3 điểm để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, đồng thời tiếp tục nối dài mạch trận bất bại của mình lên con số 3-2. Kết quả một số trận đấu khác, Espanyol và Celta Vigo là những đội bóng đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước Deportivo và Eibar. Trong khi đó, Real Betis và Sporting Gijón đã hòa nhau với tỷ số 1-1.